năm nhất của trường đại học hấp nhất. Sở thích của mình là nghe nhạc, xem phim, đi chơi với bạn bè. Bây giờ mình sẽ hát một bài tên là Một Giờ Sáng của ca sĩ Thủy Tiên. Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng, yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm, yêu anh khi anh nói sẽ dần vô vị nếu như mai không có em. Yêu anh khi đêm xuống em mong manh chờ đôi ba câu tin nhắn em yêu ngủ ngoan, la 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 la, hạnh phúc có thế thôi là khi em và anh chung đôi.